chương trình Lễ Viếng. Kính thưa linh hồn ông Lương Quang Thanh, kính thưa các vị đại biểu, thưa gia đình tang quyến, về trước phòng tang lúc này để tổ chức chương trình lễ viếng ông Lương Quang Thanh là đoàn đại biểu thay mặt cho ban chấp hành hội cựu chiến binh xã Xuân Tiến, chi hội cựu chiến binh xóm 6. Bước vào chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu thay mặt cho hội lên điều hành nghi lễ. Xin trân trọng kính mời. Chương trình lễ viếng đồng chí Lương Quang Thanh của Ban chấp hành Hội cựu chiến binh xã Xuân Tiến, chi hội cựu chiến binh xóm 6 được tổ chức theo nghi lễ và điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam bắt đầu. Các đồng chí trong đội danh dự về vị trí phủ quân kỳ và túc trực bên linh cữu đồng chí Lương Quang Thanh thượng bước. Kính thưa linh hồn đồng chí Lương Quang Thanh, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa tăng quyến của đồng chí, giữa lúc cán bộ hội viên Hội cựu chiến binh xã nhà đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 35 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thì vào hồi 8 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2024, Ban chấp hành Hội cựu chiến binh xã Xuân Tiến, chi hội cựu chiến binh xóm 6 thật bùi ngùi xúc động nhận được tin báo buồn của bà Lương Thị Thanh cùng đồng tang quyến kính báo. Có phu quân là đồng chí Lương Quang Thanh, sinh năm 1959, trải qua một thời gian lâm bệnh, đồng chí đã được các thầy thuốc cùng gia đình tận tình thuốc thang cứu chữa. Nhưng căn bệnh quá hiểm nghèo, đồng chí không qua khỏi. Đồng chí đã từ trần vào hồi 2 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2024, tức ngày 27 tháng 7 năm Giáp Thìn, đồng chí hưởng thọ 66 tuổi. Đồng chí Lương Quang Thanh mất đi là một tổn thất to lớn đối với gia đình và họ hàng. Nói chung, đối với Hội cựu chiến binh xã Xuân Tiến và chi hội 6 nói riêng, thay mặt Ban chấp hành Hội cựu chiến binh xã Xuân Tiến, chi hội cựu chiến binh xóm 6, tôi xin gửi lời tới bà quả phụ cùng đồng tang quyến lời thăm hỏi, động viên và lời chia buồn sâu sắc nhất. Đi vào chương trình lễ viếng đồng chí, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Quang Đồng, Chủ tịch Hội lên thắp hương trầm trước linh cữu đồng chí. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đinh Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Hội cựu chiến binh xã Xuân Tiến, lên dâng hoa tươi trước linh cữu đồng chí. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Văn Sinh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh xã Xuân Tiến, Chi hội trưởng Chi hội Cựu Chiến binh Xuân Sáu lên dâng hoa tươi trước linh cữu đồng chí. Xin trân trọng kính mời. Thưa các vị đại biểu, thưa gia đình tăng quyến, đồng chí Lương Quang Thanh sinh năm 1959 trong một gia đình nông dân trên mảnh đất quê hương có truyền thống yêu nước. Tháng 5 năm 1978, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí hăng hái lên đường nhập ngũ. Đồng chí huấn luyện và chiến đấu tại binh đoàn 584 quân khu 3 đóng tại tỉnh Hà Sơn Bình. Đến tháng 2 năm 1979, chiến tranh biên giới bùng nổ. Lệnh tổng động viên của Chủ tịch nước, đồng chí được điều động đến đơn vị tiểu đoàn 6, trung đoàn 461, sư đoàn 338, chiến đấu tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Đến tháng 4 năm 1983, đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được xuất ngũ trở về địa phương. Phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, đồng chí tiếp tục tham gia lao động sản xuất, xây dựng và phát triển kinh tế gia đình, tham gia các phong trào của địa phương. Đồng chí được Chi hội Cựu Chiến binh xóm 6 bầu làm Chi hội Phó Chi hội Cựu Chiến binh xóm 6. Do những công lao đóng góp của đồng chí đã được quân đội tặng thưởng huy chương chiến sĩ vẻ vang, bằng khen Bộ Quốc phòng và nhiều bằng khen, giấy khen khác. Một vinh dự lớn lao đối với đồng chí. Tháng 9 năm 2006, đồng chí được kết nạp vào Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Năm 2022, đồng chí được tặng kỷ niệm chương Cựu Chiến binh Việt Nam. Đồng chí được hưởng chế độ theo quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa gia đình tang quyến, trong suốt cuộc đời 66 năm, gần 5 năm tuổi quân ngũ, đồng chí Lương Quang Thanh đã phát huy truyền thống gia đình, truyền thống quê hương, giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Đồng chí đã để lại tấm gương của người quân nhân cách mạng. Đồng chí là hội viên Hội Cựu Chiến binh xã Xuân Tiến, tích cực tham gia các phong trào của Hội Cựu Chiến binh xã nhà, phát huy truyền thống của cựu chiến binh đoàn kết, gương mẫu, đổi mới vững mạnh của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Lương Quang Thanh, Hội Cựu Chiến binh xã Xuân Tiến, Chi hội Cựu Chiến binh xóm 6 tổ chức tuần diễu quan quanh linh cữu đồng chí. Tuần diễu quan bắt đầu, xin mời đồng chí Bùi Quang Đồng trưởng đoàn. Tiếp theo mời các đồng chí.
Phút mặc niệm vĩnh biệt đồng chí Lương Quang Thanh bắt đầu. Chúc đồng chí an giấc ngàn thu. Các đồng chí trong đội danh dự về vị trí. Xin chân thành cảm ơn ban tổ chức tang lễ, ban nhà tang đã giúp đoàn chúng tôi giờ viếng được trang trọng. Xin cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Xuân Tiến cũng như chi hội cựu chiến binh xóm 6. Đứng trước sự ra đi của đồng chí Lương Quang Thanh đã để lại một sự mất mát rất to lớn cho gia đình tang quyến, nhưng rồi đã được đón nhận với sự hiện diện của các vị đại biểu trở về tới nơi tang gia, tổ chức giờ kính viếng theo nghi lễ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, chắc chắn cũng đã để lại một niềm an ủi rất lớn lao cho gia quyến. Ban tổ chức lễ tang, chúng tôi thay lời cho bà quả phụ cùng đồng tang quyến xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu đại diện cho ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Xuân Tiến, chi hội cựu chiến binh xóm 6. Vào ngày mai, xin kính mời các vị đại biểu chúng ta tiếp tục trở lại tang gia để tiễn đưa người đồng đội đồng chí của mình trở về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà. Giờ đây kính mời các đại biểu chúng ta trở về bên phòng khách mời nước và chia buồn với tang gia. Xin chân thành cảm ơn. Đang lúc này để tổ chức chương trình lễ kính viếng và cầu nguyện trong quản du xe là các quy chức đại diện cho Hội đồng Mục vụ Cộng đoàn Giáo họ Thánh Vinh Sơn, Hội đồng Mục vụ Cộng đoàn Thánh Gioan Kim, Lương tộc ngành 4 Công giáo Kiên Lao cùng với Hội Hiền mẫu Giáo sư Đền Thánh. Kính thưa quý chức và các quý vị đại biểu, vào ngày hôm qua cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta hân hoan mừng biến cố ngày đại lễ Đức Maria Hồn Xác Về Trời. Trong ngày đại lễ này, Chúa đã yêu thương và đón nhận ông quản trở về với Thiên Chúa tình thương. Đây chắc chắn có lẽ là một món quà mà Chúa đã yêu thương và dành sẵn cho ông quản Giuse. Nhưng đối với những người thân yêu còn ở lại, trước sự ra đi của ông quản Giuse lại là một sự mất mát, một biến cố rất mất mát rất lớn lao về tinh thần. Giờ phút này đây, nơi gia quyến đã có lời kính báo tin buồn tới quý chức của hai giáo họ, Lương tộc ngành 4 Công giáo Kiên Lao cùng với Hội Hiền mẫu Giáo sư Đền Thánh đã thành lập đoàn về trước phòng tang tổ chức chương trình lễ viếng cầu nguyện cho ông quản Giuse. Ban tổ chức lễ tang chuyển lời cho quý chức trong cộng đoàn của hai giáo họ, cho các vị đại biểu đại diện cho Lương tộc ngành 4 cùng với Hội Hiền mẫu trong Giáo sư Đền Thánh, xin được gửi tới bà quản và toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Đi vào phần lễ viếng, xin mời hai đại biểu thay mặt đoàn dâng tuần hương nến kính viếng. Kính mời các vị đại biểu thay mặt cho cộng đoàn giáo họ và các hội đoàn lên đặt hoa tươi kính viếng. Giờ đây bước sang phần cầu nguyện, kính mời các vị đại biểu trong đoàn dâng lời cầu nguyện trong quản trong giờ kính viếng. Cầu Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa châu rồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoài nghe Chúa trời là Cha, phép tác vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người sống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan thời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác xuống ngục tổ tông ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh đồng công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Lạy Chúa, chớ gì lời kinh nguyện của chúng con tỏa lên như hương thơm trước tôn nhan Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu, chúng cũng ở đấy với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con, để tình yêu Cha con ở trong chúng và con cũng ở trong chúng nữa. Đó là lời Chúa. Chúa Kitô, người khen Chúa. Cộng đoàn thân mến, trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, Đấng đã chết và đã sống lại để ban cho nhân loại sự sống vĩnh cửu, chúng ta cùng tin tưởng dâng lời nguyện xin. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho linh hồn Giuse xưa kia nhờ bi tích thánh tới đã tiếp nhận mầm sông vĩnh cửu, được hợp đoàn cùng các thánh trên nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho linh hồn Giuse xưa kia đã rước mình vào mau thánh Chúa Kitô là bánh hằng sông, được Chúa cho sống lại trong ngày sau hết. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy cầu xin Chúa cho tất cả cộng đoàn đang họp nhau nơi đây trong tin tưởng và yêu thương, được Chúa cho đoàn tụ trong vinh quang nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, Chúa hằng nghe lời dân Chúa nài van, xin thương nhìn đến tôi tớ Chúa là linh hồn Giuse đã hết lòng cậy trông Chúa khi còn sống ở đời này, được tha mọi lỗi lầm và được hợp đoàn cùng các thánh trong nhà Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy thẩm nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân nơi Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên, vì người dân nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thay, lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Giuse được nghỉ ngơi đời đời,
và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn du xe cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin ba những nỗi u buồn, vì đời con gieo rắc biết bao đau thương, và chẳng lan rải góc vương trên con đường. Ôi mẹ rất nhân từ, quên sao được hôm xưa lời mẹ ưa khi ở trên núi kia, lúc mà Chúa sinh thì mẹ đứng âu sầu lặng yên, là mẹ chúng con mẹ xin những nỗi u buồn, vì đời con gieo rắc biết bao đau thương, và tràn lan gai gò vương trên con đường. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa các quý chức đại diện cho hai cộng đoàn Giáo họ Thánh Vinh Sơn, Giáo họ Thánh Gioan Kim, các vị đại biểu đại diện cho lương tộc ngành 4 Công giáo Kiên Lao cùng với hội hiền mẫu trong giáo xứ Đền Thánh. Đứng trước sự ra đi của ông quản Giuse trong gia đình Tăng Quyến là một sự mất mát rất lớn lao đã để lại cho bà quản cùng với các con cháu trong gia đình. Giờ phút này đây, nơi phòng tang của gia đình được đón nhận sự hiện diện như một niềm an ủi của các quý chức, các vị đại biểu đại diện cho các quý đoàn. Và qua ánh sáng đức tin, quý vị đã dâng lên trước tôn nhan Thiên Chúa những lời kinh nguyện để cầu nguyện cho ông quản Giuse 66 năm làm con cái Chúa và làm người trên nơi dương thế. Chắc chắn không thể tránh được những thiếu sót. Qua những lời kinh nguyện của quý vị dâng lên, xin Thiên Chúa yêu thương, tha thứ và chúc lành để trông trở vào trong vòng tay của Ngài. Cho phép ban tang lễ chúng tôi được thay lời cho toàn thể tăng quyến. Xin trân trọng cảm ơn tới các vị đại biểu. Và giờ đây kính mời đoàn chúng ta trở về nơi phòng khách, mời nước và chia sẻ cùng với tăng gia. Xin chân thành cảm ơn. Đội bóng Thánh Augustino trở về phòng tang tổ chức chương trình lễ kính viếng và cầu nguyện. Xin trân trọng kính mời. Về trước nơi phòng tang để tổ chức chương trình lễ kính viếng và cầu nguyện trong quản Giuse trong giây phút buổi chiều ngày hôm nay là các quý vị đại diện cho ban chấp hành cùng với các anh em nhạc công trong nhạc đoàn Thánh Augustino. Đây là nơi mà anh Quân và anh Huân là những người con của ông quản Giuse đã và đang tham gia phục vụ
nhạc công trong nhạc đoàn Thánh Augustino để đem những lời nhạc để dâng lên tôn vinh Thiên Chúa, phục vụ những nhu cầu trong cộng đoàn giáo xứ. Và cùng hiện diện trong giờ kính viếng này còn có đại diện của đội bóng nhạc đoàn Thánh Augustino. Vậy lời đầu tiên cho phép ban tổ chức lễ tăng chuyển lời cho các vị đại biểu đại diện cho ban chấp hành nhạc đoàn Thánh Augustino cùng với đội bóng xin được gửi tới toàn thể gia quyến, cách riêng với anh Quân và anh Huân lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự ra đi của ông quản Du Xe. Để đi vào chương trình lễ viếng, xin kính mời hai đại biểu đại diện cho đoàn lên thắp tuần hương đăng kính viếng. Mời một vị đại biểu đại diện cho nhạc đoàn Thánh Augustino lên đặt hoa tươi kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Xin kính mời một vị đại biểu đại diện cho đội bóng của nhạc đoàn lên đặt hoa kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Giờ đây để nài xin tình thương và lòng nhân hậu của Thiên Chúa đón nhận ông quản Du Xe vào trong vòng tay của Ngài. Xin kính mời các vị đại biểu trong đoàn chúng ta dành ít phút để dâng những lời kinh nguyện, cầu nguyện cho ông quản Du Xe. Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin ngồi bà Thiên Chúa ngờ xuống trên chúng con. Ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thoại những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thoại nhân chứng nước trời cho muôn người trong khóm nơi. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn, vừa Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dâng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu ăn thời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng giá, xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngờ bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống văn rét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha,
là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới. Lạy chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, là Cha nhân từ, cùng là Thiên Chúa mọi niềm an ủi và là Đấng ủi an chúng ta trong mọi nỗi gian truân. Chúng con chúc tụng Chúa. Mời mọi người lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng: tất cả những gì Cha ta đã ban cho ta thì ta đến với ta, sẽ đến với ta, và ai đến với ta sẽ không khước từ họ, vì ta đã từ trời xuống không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai ta. Mà ý của Chúa Cha Đấng đã sai ta là tất cả những gì Người đã ban cho ta sẽ chẳng làm hư mất, nhưng ta sẽ cho sống lại ngày tận thế. Vì đây chính là ý Cha ta Đấng đã sai ta, là bất kỳ kẻ nào thấy Chúa Con và tin ở Ngài thì được sống đời đời, và ta sẽ cho sống lại ngày tận thế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Chúa nhân từ, xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van, lạy Chúa xin dù thương ban xuống niềm tin ấm cho tâm hồn, rửa con nên tình trong, dù sạch mọi gian áo, cứu con quái tội khiến, con thành tâm thú lỗi lầm. Chúa nhân từ, xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van, lạy Chúa xin dù thương ban xuống niềm tin ấm ủ cho tâm hồn. Cộng đoàn thân mến, trong niềm tin tưởng với Cha trên trời và trong tình hiệp thông với người thân đã ly trần, chúng ta hãy chân thành dâng lên những lời nguyện thiết tha sau đây để cầu nguyện cho ông quản Giuse. Tất cả đời sống của một tín hữu là một đời sống được Thiên Chúa Ba Ngôi uốn nắn để ngày càng nên xứng một người con Thiên Chúa. Xin Ba Ngôi sớm hoàn tất việc thanh luyện người thân của chúng ta, được sớm chiêm ngưỡng nhan Người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Một, xin Thiên Chúa giúp chúng ta làm tất cả những gì người thân chúng ta chưa làm được trong bổn phận đối với Chúa, đối với hội thánh và tha nhân, để tiếp tục sự nghiệp còn dở dang và bù đắp những gì còn thiếu sót nơi ông quản Giuse. Xin Chúa nhận lời chúng con. Theo lời Chúa khuyên dạy, xin Thiên Chúa giúp chúng ta trong khi tưởng nhớ và cầu nguyện cho ông quản Giuse cũng biết sống đời sống đạo hạnh
và làm tông đồ cho Chúa, vì đó là cách làm vui lòng người đã quá cố hơn cả, và giúp chúng ta có ngày được sum vầy với hàng ngũ các thánh trên quê trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, trong ngày Chúa gọi ông quản Giuse chúng con ra đi, đã chứng tỏ tình thương, và xin hãy hoàn tất việc cứu độ của Chúa nơi ông quản Giuse. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy thâm nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chớm tôi nào ai rối được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa van nữa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân đưa Chúa trời đêm ngày, hãy trông cậy người cho liệt. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Giuse được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Giuse cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy chúng con trong người ra tay nơi mẹ Chúa trời, xin Chúa trời chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiển vinh sáng lang hàng chữa chúng con cho khỏi mọi sự thứ. Amen. Thay lời cho ban chấp hành nhạc đoàn thánh Augustino cũng như đội bóng, xin gửi tới bà quản cùng đồng tang quyến nói chung, cách riêng hai anh Quân và anh Huân lời thành kính phân ưu và lời chia buồn sâu sắc nhất. Ở đây cũng xin với tất cả anh em trong đoàn, chúng ta dành một phút tưởng niệm để tưởng nhớ đến ông quản Giuse. Xin vĩnh biệt ông quản và kính thưa các vị đại biểu đại diện cho ban chấp hành nhạc đoàn thánh Augustino cũng như đội bóng của nhạc đoàn, với giờ kính viếng trang trọng sốt sắng trước phần linh cữu của ông quản Giuse, để lại nơi gia đình tang quyến sự an ủi rất lớn lao, và chắc chắn bằng với những lời kinh nguyện thiết tha này, Chúa sẽ yêu thương và đón nhận ông quản Giuse vào trong vòng tay của Ngài. Ban tang lễ chúng tôi thay lời cho toàn thể gia quyến xin trân trọng cảm ơn. Cách riêng với anh Quân và anh Huân xin cảm ơn tới các vị đại biểu. Và giờ đây kính mời đoàn chúng ta trở về vị trí để tiếp tục giúp đỡ và hỗ trợ cho gia đình tăng quyến trong việc đón các đoàn đại biểu trong chương trình lễ tang. Xin chân thành cảm ơn.
Xin kính mời giờ kính viếng của Hội Đồng Ngũ năm 1978 Xuân Kiên, Giao Thủy, Xuân Tiến, Trực Ninh, Hà Nội. Kính mời đoàn chúng ta trở về trước phòng tang tổ chức chương trình lễ viếng. Xin trân trọng kính mời đoàn. Kính thưa linh hồn đồng chí Lương Quang Thanh, kính thưa các vị đại biểu, thưa gia đình tang quyến, hiện diện trước nơi phòng tang lúc này để tổ chức chương trình lễ viếng người đồng đội của mình, đó là đoàn đại biểu trong Hội Đồng Ngũ năm 1978 Xuân Kiên, Giao Thủy, Xuân Tiến, Trực Ninh, Hà Nội. Đây là nơi mà ông Lương Quang Thanh đã cùng với các vị đại biểu có những thời gian năm tháng nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, lên đường làm nhiệm vụ của người thanh niên. Nay, các vị đại biểu cùng với ông Lương Quang Thanh đã trở về quê hương để xây dựng cuộc sống. Nhưng ngày hôm nay, một tin buồn đã đến với gia đình tang quyến, cách riêng trong Hội Đồng Ngũ năm 1978. Đồng chí Lương Quang Thanh đã vĩnh viễn ra đi, để lại một sự mất mát to lớn cho gia đình tang quyến, cách riêng trong Hội Đồng Ngũ năm 1978. Giờ đây các vị đại biểu đại diện cho Hội Đồng Ngũ năm 1978 gồm có xã Xuân Kiên, Giao Thủy, Xuân Tiến, Trực Ninh, Hà Nội đã trở về trước vị trí phòng tang tổ chức giờ kính viếng và vĩnh biệt người đồng đội đồng chí của mình. Ban tổ chức lễ tang xin được chuyển lời cho các vị đại biểu trong đoàn xin gửi tới bà quả phụ và toàn thể gia quyến lời thăm hỏi, lời chia buồn sâu sắc nhất. Đi vào chương trình lễ viếng, xin trân trọng giới thiệu và kính mời hai đại biểu thay mặt cho đoàn thắp tuần hương đăng kính viếng. Mời một vị đại biểu thay mặt cho đoàn lên đặt hoa kính viếng trước linh cữu đồng chí Lương Quang Thanh. Để tỏ lòng thương tiếc và vĩnh biệt người đồng đội đồng chí của mình, giờ phút này đây đoàn đại biểu tổ chức chương trình tuần lễ diễu quan để tiễn biệt người đồng đội đồng chí của mình lần cuối. Tuần lễ diễu quan xin bắt đầu. Thank you.
để tỏ lòng thương tiếc và vĩnh biệt đồng chí Lương Quang Thanh lần cuối. Kính mời các vị đại biểu trong đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Chương trình lễ viếng của đoàn đại biểu Hội đồng ngũ năm 1978 đến đây đã hoàn tất. Ban tổ chức lễ tang chúng tôi thay lời cho bà quả phụ và toàn thể gia quyến xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu. Giờ đây kính mời đoàn chúng ta về bên phòng khách để tang quyến được tiếp đón. Xin chân thành cảm ơn. Xin kính mời các hội đoàn có tên sau đây chúng ta trở về phòng tang tổ chức chương trình lễ viếng và cầu nguyện. Trở về trước nơi phòng tang để tổ chức chương trình lễ kính viếng và cầu nguyện trong quản du xe trong giây phút chiều tối ngày hôm nay là sự hiện diện của các vị đại biểu đại diện cho bản dòng ông Châu xóm 4, là nơi mà gia đình anh chị Hưng Hồng, là những người con của ông quản đã và đang là thành viên trong cộng đoàn của bản dòng, cùng với các vị đại biểu đại diện cho bản dòng số 3 xóm 1, nơi có mối liên đới với gia đình anh chị Tuyến Hoài, cùng với đoàn gia trưởng giáo sư Đền Thánh xưởng đúc đồng Trinh Hà, cùng với bản dòng xóm 2, Hội Thanh niên Tình Nghĩa và Hội Phụ nữ Tình Nghĩa xóm 2, là nơi mà gia đình anh chị An Huyền đã và đang tham gia sinh hoạt và là thành viên của bản dòng xóm 2. Kính thưa các vị đại biểu, Thiên Chúa đã yêu thương, tạo dựng và ban trông quản Du Xe là người thân yêu trong gia đình Tăng Quyến, một cuộc sống trên nơi dương thế với 66 năm. Giờ đây Chúa đã gọi ông quản Du Xe trở về với Thiên Chúa tình thương, để lại muôn vàn sự tiếc thương cho gia quyến. Giờ phút này đây, các vị đại biểu đại diện cho các bản dòng cũng như các hội đoàn có liên quan đến gia đình Tăng Quyến đã thành lập đoàn trở về trước phòng tang tổ chức chương trình giờ kính viếng và cầu nguyện trong quản Du Xe. Trước hết cho phép ban tổ chức lễ tang được chuyển lời cho tất cả các vị đại biểu đại diện cho các quý đoàn mà ban tổ chức lễ tang chúng tôi vừa nêu trên gửi tới bà quản và toàn thể gia quyến lời thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin Chúa sớm đón nhận ông quản Du Xe vào nơi vương quốc tình yêu của Ngài. Đi vào chương trình lễ viếng, xin kính mời các vị đại biểu thay mặt cho đoàn lên dâng tuần hương nến kính viếng. Kính mời các vị đại biểu đại diện cho quý các hội đoàn lên đặt hoa kính viếng trước linh cữu của ông quản Du Xe. Kính mời hai vị đại biểu đại diện cho bản dòng xóm 2 và xưởng đúc đồng Trinh Hà lên đặt hoa tươi kính viếng. Giờ đây kính mời các quý vị đại biểu trong quý đoàn hiệp nhất trong lời kinh để cầu nguyện trong quản Du Xe. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao dồi cho đám ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương bên ấp u con ngày đêm nhuần thân xác hồn tràn lan ơn thiêng.
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha, phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần và người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan thời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết mà táng xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó, và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu, thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Đức Giê-xu đáp, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, người khen Chúa. Cộng đoàn thân mến, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện cho ông quản du xe của chúng ta đây. Lạy Chúa là Cha toàn năng, chúng con tin Chúa đã cho Đức Kitô chết và sống lại. Xin Chúa hãy đoái thương tôi tớ Chúa là ông quan du xe, được sớm về an nghỉ trong Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là đấng hằng thương xót và tha thứ, chúng con mãi nài xin Chúa cho linh hồn tôi tớ Chúa là ông quan du xe, mà nay Chúa đã gọi về bơi Chúa, được trong về quê thật và được hưởng sự vui mừng đời đời, vì đã trông cậy và tin tưởng Chúa khi còn sống. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, giờ đây chúng con xin cảm tạ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, vì đã sáng tạo rồi ban cho tôi tớ Chúa là ông quan Giuse ơn đức tin và muôn vàn ơn khác. Nay Chúa lại ban cho ơn chết lành trong Hội Thánh Chúa. Xin Mẹ Maria hồn xác lên trời, bà Thánh Giuse và các thánh hiền binh cầu bầu cho bầu mạnh liệt cho ông quan Giuse trước tòa phán xét. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhận lời con kêu van.
hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cũng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên, vì người rất nhân lành hãy thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thay, lạy Chúa xin ban cho linh hồn du sẽ được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn du sẽ cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn du sẽ được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng leng vui vẻ vô cùng. Amen. Trong dân chuôn tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi nay ban Chúa, và Chúa đã nghe tiếng tôi. Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm, giữa muôn cuồng sóng đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, ba chiều phóng ba cùng xô lấp tâm thân tôi. Trong gian chuồn tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng tôi. Được rồi, Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho quý các hội đoàn vừa tổ chức giờ kính viếng và cầu nguyện cho ông quản Giuse. Chắc chắn với sự hiện diện một cách hiệp thông trong giờ kính viếng này đã nói lên niềm chia sẻ của các vị đại biểu gửi đến cho gia đình tăng quyến trước sự ra đi của ông quản Giuse. Và qua những lời kinh nguyện mà quý vị vừa dâng lên, xin Thiên Chúa yêu thương chúc lành cho ông quản trên hành trình trở về với Thiên Chúa tình thương. Cho phép ban tang lễ chúng tôi được thay lời cho toàn thể gia quyến trân trọng được cảm ơn tới các vị đại biểu trong các quý đoàn có liên đới tới gia đình tăng quyến đã trở về tổ chức giờ kính viếng và cầu nguyện cho ông quản Giuse. Giờ đây kính mời các đại biểu chúng ta trở về bên phòng khách để tăng gia tiện tiếp đón. Xin chân thành cảm ơn. Phòng tăng để tổ chức chương trình lễ kính viếng và chia sẻ cùng với gia đình tăng quyến lúc này là đoàn đại biểu đại diện cho Hội đồng ngũ năm 1998-2001, là nơi mà anh Hưng, người con rể của ông quản, đã cùng với các quý vị đại biểu làm nhiệm vụ trong quân ngũ và cùng hiện diện trong giờ kính viếng. Còn có các quý vị đại biểu trong Hội Lao động Hàn Quốc 1 cũng của gia đình anh chị Hưng Hồng. Vậy trước hết cho phép ban tổ chức lễ tăng chuyển lời cho các vị đại biểu trong hai quý đoàn xin được gửi tới toàn thể gia quyến cách riêng với gia đình anh chị Hưng Hồng lời thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự ra đi của người cha kính yêu trong gia đình. Để đi vào chương trình lễ viếng, kính mời hai đại biểu thay mặt cho đoàn lên dâng tuần hương nến kính viếng. Mời một vị đại biểu đại diện cho Hội đồng ngũ lên đặt hoa tươi kính viếng, xin trân trọng kính mời. Xin kính mời vị đại biểu đại diện cho Hội Lao động Hàn Quốc lên đặt hoa kính viếng trước linh cữu của ông quản Giuse. Để tỏ lòng thương tiếc và vĩnh biệt người cha kính yêu của hội viên mình không còn nữa, xin kính mời các vị đại biểu trong đoàn dành phút vĩnh biệt
phút vĩnh biệt bắt đầu. Chương trình lễ viếng của hai quý đoàn đến đây đã hoàn tất. Ban tổ chức lễ tang chúng tôi thay lời cho toàn thể gia quyến. Cách riêng với gia đình anh chị Hưng Hồng xin trân trọng cảm ơn tới các vị đại biểu. Giờ đây kính mời đoàn chúng ta trở về bên phòng khách để gia quyến được tiếp đón. Xin chân thành cảm ơn. Xin kính mời giờ kính viếng của quý chức Cộng đoàn Giáo họ Thánh Phêrô Tông Đồ, Ban Ca đoàn, Hội La Vang của Giáo họ. Xin kính mời các vị đại biểu chúng ta tiến sâu về nơi vị trí phòng tang và vui lòng đứng thành nhiều hàng trước phòng tang. Trở về trước nơi phòng tang để tổ chức chương trình lễ kính viếng và cầu nguyện trong quản du xe là các quý vị đại biểu đại diện cho quý chức trong Cộng đoàn Giáo họ Thánh Phêrô Tông Đồ, Ban Ca đoàn, Chi hội La Vang của Giáo họ là nơi mà anh chị Tiến Hoài là người con của ông quản và cũng là người con của Cộng đoàn Giáo họ đã và đang tham gia sinh hoạt phục vụ. Cũng như cùng với các vị đại biểu là anh em con đỡ đầu của cụ An Tôn Giảng, là nơi mà ông quản du xe đây cũng là hội viên và là người con đỡ đầu của cụ An Tôn Giảng. Cùng với các vị đại biểu, hội bạn thân của anh Huân, hội bạn thân của gia đình anh chị Hoàng Hoa, Cộng đoàn Giáo họ Thánh Mẫu, cùng với hội đồng môn năm 1993-1994 của gia đình anh chị Hưng Hồng. Kính thưa các quý chức và các quý vị đại biểu, cuộc hành trình đức tin nơi tại thế của ông quản du xe Chúa đã yêu thương và khép lại sau 66 năm. Giờ đây ông quản đã bình an ra đi trong tình thương của Thiên Chúa. Nhưng đứng trước sự ra đi này, đời bà quản và các con trong gia đình lại là một sự mất mát rất lớn lao. Vậy giờ phút này đây qua tin buồn, nơi bà quản và các con cháu trong gia đình đã có lời kính báo tin buồn tới các quý vị đại biểu. Giờ đây nơi Cộng đoàn Giáo họ và các hội đoàn đã trở về, thành lập đoàn để tổ chức chương trình giờ kính viếng và cầu nguyện trong quản du xe. Ban tổ chức lễ tang được phép thay lời cho các vị đại biểu trong đoàn xin được gửi tới toàn thể tăng quyến của ông quản du xe lời chia buồn sâu sắc nhất. Bước vào phần lễ viếng, xin kính mời các vị đại biểu thay mặt cho đoàn lên dâng tuần hương nến kính viếng. Xin kính mời các vị đại biểu đại diện cho tất cả các hội đoàn lên đặt hoa kính viếng trước linh cữu của ông quản du xe. Mời vị đại biểu đại diện cho hội bạn thân của gia đình anh chị Hoàng Hoa lên đặt hoa kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Giờ đây kính mời các vị đại biểu chúng ta dâng lời kinh nguyện để cầu nguyện trong quản trong giờ kính viếng. Xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đã ngồi thánh đường. Quyền xin Chúa ngồi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp ô con ngày đêm, nhuận thân xác hồn tràn lan. Lạy
lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng nữa, Cha chỉ đến y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dâng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần là người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, trên mà tăng xa xuống ngục tổ tâm. Ngày thứ ba bởi trong cái chết mà sống lại, lên trời ngự bên hiếu Đức Chúa Cha phép ta vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi xin xa loài người ngày sau sống. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu, chúng cũng ở đấy với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. Vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu con ở trong chúng, và chúng cũng ở trong chúng nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho ông Giuse xưa kia nhờ bí tích thánh tay đã tiêm nhận mầm sông vinh cứu, được hợp đoàn cùng các thánh trên trời. Xin Chúa nhắn lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho ông Giuse xưa kia đã rước mình mau Chúa là Đức Kitô, là manh hằng sông, được Chúa cho sông lại trong ngày sau hết. Xin Chúa nhắn lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người đang an nghỉ trong niềm hy vọng sông lại, được chiêm ngưỡng ánh sáng tôn nhan Chúa muôn đời. Xin Chúa nhắn lời chúng con. Chúng lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, xin hằng nghe lời dân Chúa ban nài. Xin thương nhìn đến tôi tớ Chúa là ông Giuse đã hết lòng cậy trông Chúa khi còn sống ở đời này, được thứ tha mọi lỗi lầm và được hợp đoàn cùng các thánh trong nhà Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy tâm nhận lời con. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai lỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng về lời Chúa phán nữa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, nhưng kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm này hãy trông cậy người cho liền. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ thay hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thay, lạy Chúa xin ban cho linh hồn du sẽ được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Giuse cho khỏi tù ngục
Ma đưa nghĩ nhân amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn du xe được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng amen. Từ chốn luyện hình ngũ tôi vòng tiếng bao linh hồn không than niềm thành tin dâng mẹ nhân ai nguyện mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha và này từ vực sâu tiếng khóc than còn vòng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Soi hết mọi linh hồn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa các quý chức đại diện cho cộng đoàn của các giáo họ cũng như quý các hội đoàn vừa tổ chức giờ kinh viếng và cầu nguyện trước phần linh cữu của ông quản Giuse. Đối với nơi gia quyến của ông quản Giuse vừa được đón nhận với sự hiện diện của các vị đại biểu trở về để hiệp nhất trong giờ kinh viếng và cầu nguyện cho ông quản Giuse. Chắc chắn đây đã là một niềm an ủi động viên rất to lớn cho gia đình đang quyến trước biến cố đau thương này. Và đối với ông quản vừa được hưởng nhờ qua những lời kinh nguyện, chắc chắn như một hành trang tốt đẹp nhất để cho ông quản trở về với Thiên Chúa tình thương. Cho phép ban tang lễ chúng tôi được thay lời cho toàn thể gia quyến xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu. Sau đây kính mời đoàn chúng ta về phòng khách để tang quyến được tiếp đón. Đứng nơi phòng tang bên phần linh cữu của ông quản Giuse để tổ chức giờ kính viếng và cầu nguyện cho ông quản Giuse trong giây phút buổi tối hôm nay là các quý vị đại biểu đại diện cho Hội Tình Nghĩa Hàn Quốc về phía của gia đình anh chị An Huyền. Hội Hoan Ca John Paul II là nơi mà anh Hoàng đã là và đang là hội viên tham gia cùng với trong hội, cùng với ca đoàn hát hoa, cũng là mối tương quan với gia đình anh chị Hoàng Hoa, hội con đỡ đầu của ông bà Quản Thanh, Hội đồng ngũ 207-208 của gia đình anh chị An Huyền cùng với đội bóng FC Bình Minh. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, ông quản Giuse đã được Chúa gọi về để lại một sự mất mát cho gia đình tang quyến. Trong mối tương quan với gia đình tang quyến, giờ phút này đây các vị đại biểu đại diện cho các hội đoàn đã trở về trước nơi phòng tang tổ chức chương trình giờ kính viếng và cầu nguyện cho ông quản Giuse. Ban tổ chức lễ tang được phép thay lời cho các vị đại biểu trong các quý đoàn xin được gửi tới toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin Chúa an ủi, nâng đỡ và sớm đón nhận ông quản Giuse vào trong vòng tay yêu thương của Ngài. Đi vào chương trình lễ viếng, kính mời các đại biểu thay mặt cho đoàn thắp tuần hương nến kính viếng. Xin kính mời các vị đại biểu đại diện cho các hội đoàn có bó hoa tươi lên đặt bó hoa kính viếng. Giờ đây để này xin Chúa sớm đón nhận ông quản. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nữ Cha chỉ đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Chúa để chúng con xa chưa cam nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh
chịu nạn thời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đánh trên cây thánh giá, trên mà táng xa xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thâm nhâm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấm tôi nào ai dối được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng ghi lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn du xe được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn du xe cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Các hội đoàn trong giờ kính viếng buổi tối hôm nay, nơi gia quyến của ông quản du xe được đón nhận với sự hiện diện của các vị đại biểu, nói lên niềm an ủi chia sẻ cho gia đình tang quyến trước sự ra đi của ông quản du xe, và bằng với những lời kinh nguyện cầu nguyện cách đặc biệt cho ông quản du xe 66 năm trên nơi dương thế của ông quản du xe còn điều gì thiếu sót. Cây dựa qua những lời kinh này, xin Chúa yêu thương và đón nhận ông trở vào trong vòng tay của Ngài. Cho phép ban đăng lễ chúng tôi được thay lời cho toàn thể tăng quyến xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu. Giờ đây kính mời đoàn chúng ta trở về nơi phòng khách để gia tăng được tiếp đón. Xin chân thành cảm ơn. Châu cùng với hội bạn thân của gia đình anh chị Hồng Đăng. Vậy trước hết cho phép ban tổ chức lễ tang thay lời cho các vị đại biểu trong đoàn xin được gửi đến toàn thể gia đình tăng quyến, đặc biệt với gia đình anh chị Hồng Đăng là những người con yêu thương của ông quản du xe, lời chia buồn sâu sắc nhất. Đi vào chương trình lễ viếng, mời hai đại biểu thay mặt cho đoàn lên dâng tuần hương nến kính viếng.
xin kính mời hai vị đại biểu đại diện cho hai quý đoàn lên đặt hoa tươi kính viếng trước linh cữu của ông quản Du Xe. Tiếp theo xin kính mời quý đoàn chúng ta dâng lời cầu nguyện cho ông quản trong giờ kính viếng. Xin mọi người cùng hợp ý với lại hai đoàn chúng tôi để dâng lời cầu nguyện cho ông Du Xe. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, cho rồi cho đáng ngôi thánh. Chúa trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng chịu nan thời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác xuống ngục tổ tông ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tin hằng sống vậy, Amen. Từ chốn luyện hình u tối, vọng tiếng bao linh hồn khóc than, niềm thành tin dâng mẹ nhân ai, nguyện mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài. Từ vực sâu tiếng khóc than, con vọng ân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi, hãy đoái thương lòng từ bi, hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Sự ra đi của ông quản Du Xe là một sự mất mát to lớn về tinh thần. Nhưng trong những giây phút buổi tối này đã được đón nhận sự hiện diện của các vị đại biểu trong hai quý đoàn trở về hiện diện tổ chức giờ kính viếng và cầu nguyện trong quản Du Xe. Ban tổ chức lễ tang chúng tôi thay lời cho toàn thể tăng quyến, cách riêng với gia đình anh chị Hồng Đăng xin trân trọng cảm ơn tới các vị đại biểu. Và giờ đây kính mời đoàn chúng ta trở về bên phòng khách cùng mời nước và tiếp tục chia buồn với tăng gia. Xin chân thành cảm ơn. Xin kính mời trở về trước phòng tăng lúc này để tổ chức chương trình lễ kính viếng và cầu nguyện trong quản Du Xe là các vị đại biểu đại diện cho ca đoàn cựu Cecilia nơi có mối tương quan với gia đình anh chị Tuyến, cùng với tập thể lớp 9D niên khóa 2011-2014, cùng với hội bạn thân của anh Huân, tập thể lớp 9D niên khóa 2000-2004 của gia đình anh chị Hoàng Hoa và tập thể lớp 9D về phía của gia đình anh chị Tuyến Hoài. Nhận được tin báo buồn người cha kính yêu của bạn mình đã lâm chung tạ thế, trở về đời sau. Trong mối tương quan là những người bạn cùng trường, cùng lớp, cũng như trong ca đoàn cựu Cecilia, giờ phút này đây các vị đại biểu đại diện cho các quý đoàn đã trở về trước nơi phòng tang tổ chức chương trình lễ kính viếng và cầu nguyện trong quản Du Xe. Ban tổ chức lễ tang thay lời cho các vị đại biểu trong quý đoàn xin được gửi đến toàn thể gia quyến, cách riêng với gia đình anh chị Tuyến Hoài, anh Huân, anh chị Hoàng Hoa lời thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc nhất. Bước sang phần lễ viếng, mời các vị đại biểu thay mặt cho các quý đoàn
lên thắp tuần hương nến kính viếng. Xin kính mời các vị đại biểu thay mặt cho đoàn lên đặt hoa tươi kính viếng trước linh cữu của ông quản Giuse. Giờ đây xin kính mời tăng quyến hợp cùng với các quý đoàn chúng ta dâng lời cầu nguyện cho ông quản trong giờ viếng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng bà Maria đồng trinh chịu nạn thời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thanh giá, chết và tăng sang xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Bởi trời lại xuống phan xen kẻ sông và kẻ trên, tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tin mừng Đức Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy dân chúng thì người lên núi, người ngồi xuống và các môn đệ đến gần. Người liền mở miệng và giảng dạy rằng: Phúc thay những kẻ có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay những kẻ hiền lành, vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Phúc thay những kẻ đói khát công chính, vì họ sẽ được no đủ. Phúc thay những kẻ biết xót thương, vì họ sẽ được thương xót. Phúc thay những kẻ có lòng trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. Phúc thay những kẻ gây hòa thuận, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay những kẻ bị bắt bớ vì sự công chính, vì nước trời là của họ. Các ngươi có phúc khi người ta chửi rủa các ngươi vì ta, hãy vui mừng hoan hỷ vì phần thưởng sung mãn dành cho các ngươi trên trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Này đồng cỏ non xanh tươi, Chúa đưa tôi vào nghỉ ngơi. Và suối nước trong miền Nam ngát hương tuyệt vời. Người đưa tôi đi đến dòng suối mát, để tôi no say ân tình thơm ngát. Và hồn tôi được luôn trong nhà người. Chúa chân nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chân nuôi tôi chẳng phải lo gì. Cộng đoàn thân mến, ước chi lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ phút này giúp chúng ta cùng chia sẻ niềm hy vọng. Chúng ta cùng dâng lên Chúa những ước nguyện sau đây. Lạy Chúa, linh hồn Giuse là người mà chúng con rất thương mến, đã lìa bỏ chúng con. Xin Chúa thương đưa linh hồn Giuse mau về với Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, linh hồn Giuse là người đã cùng chung sống với chúng con nơi thế gian này. Xin cho những việc tốt lành mà linh hồn Giuse đã làm sẽ đem lại nhiều kết quả và còn được người khác tiếp tục làm cho sang danh Chúa và mưu ích cho mọi người. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa,
Chúa là đấng giàu lòng thương xót và hay thứ tha. Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm mà linh hồn du xe đã trót phạm khi còn sống ở đời này. Vì sự mỏng giòn và yếu đuối của loài người, xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa hằng lấy tình thương mà ấp ủ con cái Chúa. Chúa luôn gần gũi những kẻ đau buồn và cho ngày rực rỡ sáng lên sau đêm dài tang tóc. Xin nhìn đến chúng con đang gặp phiền muộn. Xin Chúa che chở và nâng đỡ chúng con. Xin giúp chúng con vượt qua cơn thử thách này để đón nhận bình an và ánh sáng Chúa mang lại. Con một Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con đã chết để diệt trừ sự chết của chúng con và sống lại để ban cho chúng con nguồn sống mới. Xin cho chúng con đủ sức bước theo Người mỗi ngày để mai sau được đoàn tụ trên thiên quốc, nơi Chúa sẽ lau sạch nước mắt cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy chính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho các quý đoàn vừa tổ chức giờ kính viếng trong giây phút buổi tối hôm nay. Đối với nơi gia đình tang quyến của ông quản Du Xe, cách riêng với những người con yêu thương, vừa được thấy sự hiện diện của các vị đại biểu đã nói lên niềm an ủi rất lớn lao trước biến cố đau thương với sự ra đi của ông quản Du Xe. Và qua rồi với những lời kinh nguyện mà quý vị dâng lên, xin Chúa yêu thương và chúc lành cho ông quản Du Xe trên hành trình trở về với Thiên Chúa tình thương. Cho phép ban tang lễ chúng tôi được thay lời cho toàn thể gia quyến, xin trân trọng cảm ơn tới các vị đại biểu. Giờ đây kính mời đoàn chúng ta trở về nơi phòng khách để tang quyến được tiếp đón. Xin chân thành cảm ơn. Trở về trước nơi phòng tang để tổ chức chương trình giờ kính viếng và cầu nguyện cho ông quản Du Xe trong giây phút tối hôm nay là các quý chức đại diện cho Hội đồng Mục vụ Cộng đoàn Giáo họ Đức Thánh Mikae, đại diện cho Ban kiến thiết công trình giáo họ, Ban ca đoàn của giáo họ. Đây là nơi về phía của gia đình anh chị Hưng Hồng, là những người con cách riêng cũng đã quảng đài với những tâm huyết của mình phục vụ trong cộng đoàn của giáo họ. Và cùng kết hợp trong giờ kính viếng còn có đoàn đại biểu hội bạn thân của gia đình anh chị Tuyến Hoài. Kính thưa quý chức và các quý vị đại biểu, và ngày hôm qua cả với toàn thể giáo hội, chúng ta long trọng kính mừng đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Và đối với gia đình tăng quyến, lại được đón một biến cố rất đặc biệt khi mà Chúa và mẹ Maria yêu thương đã gọi ông quản Du Xe, người thân yêu, trở về với Thiên Chúa. Đây có lẽ là một món quà đặc biệt mà Chúa đã yêu thương và dành sẵn cho ông quản Du Xe. Nhưng trước sự ra đi này, đối với những người thân yêu còn ở lại trong gia đình, thì đây lại là một sự mất mát rất to lớn đối với bà quản cùng với các con, cách riêng với gia đình anh chị Hưng Hồng. Giờ phút này đây, các quý chức đại diện cho Hội đồng Mục vụ Giáo họ Đức Thánh, Ban kiến thiết công trình của giáo họ, Ban ca đoàn giáo họ, đã thành lập đoàn trở về trước phòng tang tổ chức chương trình giờ kính viếng và cầu nguyện trong quản Du Xe. Ban tổ chức lễ tang được phép chuyển lời cho các quý chức, cho ban kiến thiết và ban ca đoàn giáo họ xin được gửi tới bà quản và toàn thể gia quyến, đặc biệt với gia đình anh chị Hưng Hồng, lời thăm hỏi, lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin Chúa nâng đỡ nơi gia đình tăng quyến trước biến cố đau thương này. Đi vào chương trình lễ viếng, kính mời hai quý chức đại diện cho cộng đoàn, ban kiến thiết cũng như ban ca đoàn lên thắp tuần hương nến kính viếng. Xin kính mời một vị đại biểu thay mặt cho ban ca đoàn lên đặt bó hoa kính viếng, xin trân trọng kính mời. Xin kính mời ông trùm chánh đại diện cho ban hội đồng mục vụ, cho ban kiến thiết công trình của giáo họ lên đặt hoa kính viếng trước linh cữu của ông quản, xin trân trọng kính mời. Thank you.
Giờ đây bằng với những lời kinh nguyện, kính mời quý chức trong cộng đoàn giáo họ chúng ta dâng lời cầu nguyện cho ông quản trong giờ kính viếng. Cầu xin Chúa Chúa trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa trời là Cha phép tác vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con Đức Chúa Cha. Cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan thời con phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu đất Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính đất Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, có thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sông vậy. Amen. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không ai trong chúng ta được sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại là để cai trị kẻ sống và kẻ chết, vì tất cả chúng ta phải ra trước tòa án Đức Kitô, bởi có lời chép Chúa phán: ta lấy mạng sống ta mà thề rằng mọi đầu gối phải quỳ lạy ta và mọi miệng lưỡi sẽ ngợi khen Thiên Chúa. Vì vậy mỗi người chúng ta sẽ phải trả lễ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Hãy
chúng ta đã phán rằng ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống mà tin ta thì sẽ không chết muôn đời. Vậy chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Thiên Chúa, xin cho linh hồn Giuse thân yêu của chúng ta đây. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin đoái thương ban cho linh hồn Giuse thân yêu của chúng con được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho kẻ trộm lành có lòng hối cải, xin đoái thương đưa linh hồn Giuse của chúng con vào nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng linh hồn Giuse của chúng con trong tiệc thánh mình máu Chúa, xin đoái thương nhận linh hồn Giuse vào bàn tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là đấng đoái thương nghe lời ước nguyện chính đáng và đạo đức, xin cho tôi tớ Chúa là linh hồn Giuse mà hôm nay chúng con cầu nguyện được dự phần vinh phúc với các thần thánh và những người Chúa chọn, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhân lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chân tôi nào ai rối được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thay lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Giuse được nghỉ ngơi đời đời mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Giuse cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên nam. Chúng con hỡi người, hãy nhớ chính thân phận mình, chỉ là bụi đất trong bàn tay Chúa tình yêu. Ngài dựng nên con, ban cho con xác thân linh hồn, để rồi một mai con sẽ trở về với cát bụi. Xin hãy nhớ Chúa, nguyện xin nâng đỡ giữ gìn đây hạt bụi đời con, được cậy tin mến Chúa sắt son, bởi Ngài là gia nghiệp đời con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Kính thưa các quý chức đại diện cho Hội đồng Mục vụ Cộng đoàn Giáo họ Đức Thánh Mi-ca-ê, đại diện cho ban kiến thiết công trình cũng như ban ca đoàn của giáo họ. Quả với những giây phút buổi tối hôm nay, nơi bảo quản và toàn thể các con cháu trong gia đình đã được thấy sự hiện diện của các quý chức đại diện cho Hội đồng Mục vụ, ban kiến thiết và ban ca đoàn trở về chia sẻ cùng với gia đình tăng quyến trước sự ra đi của ông quản Giuse. Và rồi bằng với ánh sáng đức tin, quý vị chúng ta đã dùng những lời kinh nguyện để cầu nguyện cho ông quản Giuse. Chắc chắn qua những lời kinh nguyện ấy, Chúa sẽ yêu thương và đón nhận ông quản trở vào trong vòng tay của Ngài. Cũng như bằng với những lời kinh nguyện này, chắc chắn nơi bảo quản và toàn thể tăng quyến cũng tìm được niềm an ủi lớn lao. Cho phép ban tổ chức lễ tăng được thay lời cho đồng tăng quyến, đặc biệt với gia đình anh chị Hưng Hồng, xin trân trọng cảm ơn tới các vị đại biểu. Và giờ đây kính mời quý chức và quý đoàn chúng ta trở về bên phòng khách để tăng quyến được tiếp đón. Xin chân thành cảm ơn.
Xin kính mời giờ kính viếng của tập thể lớp 9E niên khóa 2005-2009 của anh Hà. Về trước phòng tang để tổ chức chương trình giờ kính viếng trong giây phút tối hôm nay là các quý vị đại biểu đại diện cho các đoàn đại biểu tập thể lớp 9E niên khóa 2005-2009 của anh Hà, hội bạn thân về phía của gia đình anh chị An Huyền, tập thể lớp 12D5 của anh Quân cùng với tập thể lớp 8D niên khóa 9899 của gia đình anh chị Hoàng Hoa và hội bạn thân của gia đình anh chị Tiến Hoài. Nhận được tin báo buồn, người cha kính yêu của bạn mình đã không còn nữa. Giờ đây các vị đại biểu đại diện cho các hội đoàn có liên đới tới gia đình tang quyến đã trở về trước nơi phòng tang để tổ chức chương trình giờ kính viếng. Ban tổ chức lễ tang xin được chuyển lời cho các vị đại biểu trong tất cả các quý đoàn xin được gửi đến toàn thể gia quyến lời thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc nhất. Đi vào chương trình lễ viếng, xin kính mời các vị đại biểu thay mặt cho đoàn lên thắp tuần hương đăng kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Xin kính mời các vị đại biểu thay mặt cho đoàn lên đặt hoa kính viếng. Để đồng cảm tiếc thương trước sự mất mát đau thương to lớn cùng với gia đình tang quyến, cũng như vĩnh biệt người cha kính yêu của bạn mình không còn nữa, xin kính mời các vị đại biểu trong đoàn dành phút vĩnh biệt. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Chương trình lễ viếng của đoàn đại biểu đại diện cho các quý đoàn đến đây đã hoàn tất. Ban tổ chức lễ tang chúng tôi thay lời cho toàn thể tang quyến xin trân trọng cảm ơn tới các vị đại biểu. Giờ đây kính mời đoàn chúng ta di chuyển về bên phòng khách tiếp tục chia buồn cùng với gia tang. Xin chân thành cảm ơn. Về trước nơi phòng tang để tổ chức chương trình lễ kính viếng là sự hiện diện của các quý chức đại diện cho cộng đoàn giáo họ Thánh Phêrô Thủy, đại diện cho hội truyền tin giáo xứ Tri Hội Phụ Nữ xóm 3 là nơi có mối tương quan với gia đình anh chị Hồng Đăng, tập thể lớp 9B niên khóa 2016-2020 của anh Quân. Trước tin buồn, ông quản du xe đã được Chúa gọi về. Giờ đây các vị đại biểu đại diện cho các quý đoàn mà ban tang lễ chúng tôi vừa nêu trên đã trở về trước nơi phòng tang để tổ chức chương trình giờ kính viếng và cầu nguyện cho ông quản du xe. Trước hết, ban tổ chức lễ tang thay lời cho toàn thể tang quyến cũng như các quý đoàn gửi đến toàn thể gia tăng lời thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc nhất. Mở đầu cho chương trình lễ viếng của đoàn, xin kính mời hai vị đại biểu thay mặt cho đoàn lên thắp tuần hương nến kính viếng. Kính mời các đại biểu đại diện cho đoàn lên đặt hoa tươi kính viếng, xin trân trọng kính mời. Sau đây xin kính mời quý đoàn chúng ta dâng lời cầu nguyện trong quản du xe. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thâm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, cho dù
Chúa chớ gì lời kinh nguyện của chúng con tỏa lên như hương thơm trước tôn nhan Chúa. Và các lời khẩn cầu khiêm tôn của chúng con được Chúa Cha chấp nhận. Bài trích tin mừng Đức Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng: Tất cả những gì Cha ta ban cho ta thì sẽ đến với ta. Và những ai đến với ta, ta sẽ không khước từ họ, vì ta đã từ trời xuống không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai ta, mà ý của Chúa Cha, Đấng đã sai ta là tất cả những gì Người đã ban cho ta, ta chẳng làm hư mất, nhưng ta sẽ cho sống lại ngày tận thế, vì đây chính ý của Cha ta, Đấng đã sai ta là bất kỳ kẻ nào thấy Chúa Con và tin ở Ngài thì được sống đời đời, và ta sẽ cho sống lại ngày tận thế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Cộng đoàn thân mến, chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện sau đây, hầu cho người còn sống được ơn nâng đỡ, cho kẻ đã qua đời được ơn cứu thoát và được hưởng hạnh phúc muôn đời. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh tẩy mà làm cho linh hồn ông quán Giuse được trở nên con thật của Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn ông quán Giuse vào nước hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã phán: Phúc cho kẻ được chết trong ơn nghĩa Chúa. Trải qua bao nhọc nhằn vân vả, linh hồn ông quán Giuse nay đã về với Chúa. Xin cho linh hồn ông quán Giuse được hưởng phúc thanh nhàn bên Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa, xin ghé mắt đói nhìn và thương xót tất cả chúng con đây. Những kẻ hằng vững tin và phụng sự Chúa đêm ngày, xin cho niềm hy vọng cậy trông qua chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để khi qua khỏi đời này, chúng con được Chúa đón nhận vào nước hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn, vì đời con gieo rắc biết bao đau thương và tràn lan gai góc vương trên con đường. Ơi mẹ rất nhân từ, mẹ quên sao được hôm xưa lời mẹ hứa kia trên núi kia, lúc mà Chúa sinh thì mẹ đứng âu sầu. Chúng con mẹ xin linh quyền, lạy mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi tràn lan gai góc vương trên con đường.
chúng con trong cậy rất thánh nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho các quý đoàn, với giờ kính viếng trang trọng và sốt sắng trước phần linh cữu của ông quản Giuse, trong giây phút buổi tối ngày hôm nay đã nói lên niềm an ủi cho gia đình tăng quyến. Cho phép ban tang lễ chúng tôi được thay lời cho toàn thể tăng quyến xin được trân trọng cảm ơn tới các vị đại biểu đại diện cho các quý đoàn. Và giờ phút này xin kính mời các đại biểu chúng ta di chuyển về bên phòng khách để tăng gia được tiếp đón. Xin chân thành cảm ơn. Về trước phòng tang lúc này để tổ chức chương trình lễ kính viếng, đồng cảm với sự mất mát to lớn với gia đình tăng quyến, là đoàn đại biểu đại diện hội đồng nghiệp về phía của gia đình ông bà Thanh, cùng với các vị đại biểu đại diện cho hội đồng môn lớp 12B2 của gia đình anh chị Hoa Hoàng, cùng với hội bạn thân của anh Hà và tập thể lớp 9B niên khóa 202-206 của gia đình anh chị Tuấn Hoài. Vậy trước hết, lời đầu tiên, ban tổ chức lễ tăng được phép thay lời cho tất cả các vị đại biểu trong các quý đoàn xin được gửi tới toàn thể gia quyến lời thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc nhất. Đi vào chương trình lễ viếng, kính mời các vị đại biểu thay mặt cho các quý đoàn lên dâng tuần hương nến kính viếng. Xin kính mời các vị đại biểu thay mặt cho bốn quý đoàn lên đặt hoa tươi kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Để tỏ lòng thương tiếc và vĩnh biệt ông lần cuối, kính mời các vị đại biểu trong quý đoàn dành phút vĩnh biệt. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Chương trình lễ viếng của các quý vị đại biểu đến đây đã hoàn tất. Ban tang lễ chúng tôi thay lời cho toàn thể tăng quyến xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu. Kính mời quý đoàn chúng ta trở về bên phòng khách tiếp tục chia buồn với tăng gia. Xin chân thành cảm ơn. Xin kính mời giờ kính viếng của ban hành giáo cựu của giáo họ Đức Thánh Mi-ca diện trước nơi phòng tăng để tổ chức chương trình giờ viếng và cầu nguyện trong quản Giuse, là các quý vị đại biểu đại diện cho ban hành giáo cựu của giáo họ Đức Thánh Mi-ca, là nơi mà anh Đăng, người con rể của ông quản, đã có những năm tháng phục vụ nơi cộng đoàn giáo họ cùng với các vị đại biểu. Nhận được tin buồn của gia đình tăng quyến nói chung, cách riêng với gia đình anh chị Đăng Hồng, trước sự ra đi của ông quản Giuse, giờ đây các quý chức cựu trong cộng đoàn của giáo họ đã trở về nơi phòng tang để tổ chức giờ kính viếng và cầu nguyện trong quản Giuse. Ban tổ chức lễ tang chuyển lời cho các quý chức trong đoàn xin được gửi đến toàn thể tăng quyến, đặc biệt với gia đình anh chị Đăng Hồng, lời chia buồn sâu sắc nhất. Bước sang phần lễ viếng, xin kính mời hai quý chức đại diện cho đoàn lên dâng tuần hương nến kính viếng. Mời vị đại biểu thay mặt cho đoàn lên đặt hoa kính viếng trước linh cữu của ông quản Giuse. Xin kính mời tất cả mọi người hiện diện nơi phòng tang cùng hợp ý với ban hành giáo cựu giáo họ Đức Thánh để dâng lời cầu nguyện cho cụ quản Giuse. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa thánh thần
người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đòi nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp ô con ngày đêm, nhuộn thầm xa khôn tràn lan ơn thiên. Bài trích sách khải huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan đã thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã qua đi và biển cũng không còn nữa. Và tôi là Gioan đã thấy thành thánh Jerusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa xuống, tề chỉnh như tân nương, được trang điểm cho tân lang của mình. Và tôi nghe có tiếng nói từ trời phán ra: đây là Thiên Chúa ở với loài người, và chính Thiên Chúa sẽ ở với họ. Người sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ. Sự chết chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ, bởi vì các việc cũ đã qua đi. Và đứng trên ngai vàng đã phán rằng: này đây ta đổi mới mọi sự, ta là Alpha và Omega, là nguyên thủy và là tận cùng. Ta sẽ cho kẻ khao khát được uống khỏi trả tiền từ mạch nước sự sống. Kẻ chiến thắng sẽ hưởng những sự ấy làm gia nghiệp. Ta sẽ là Thiên Chúa của kẻ ấy, và kẻ ấy sẽ là con ta. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Cộng đoàn thân mến, Đức Giêsu Chúa chúng ta đã phán rằng: ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dầu có chết cũng sẽ sống. Và bất cứ ai sống mà tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho ông quản đa minh của chúng ta những ý nguyện sau đây. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Na-za-rô chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin đói thương ban cho linh hồn đa minh được sống, linh hồn du xe được sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho kẻ trộm lành có lòng hối cải, xin đoái thương ban cho người thân yêu của chúng con được vào nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã cho người thân yêu của chúng con được ân tín trong nước rửa tội, xin đoái thương ban cho người thân yêu của chúng con được vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa đón nhận linh hồn Giuse mà Chúa đã đoái thương gọi ra khỏi thế gian này về với Chúa. Xin cho linh hồn này được thoát khỏi xiềng xích tội lỗi và hưởng hạnh phúc an nghỉ trong ánh sáng muôn đời, và được sống lại trong vinh quang giữa hàng các thánh và những người Chúa chọn. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết
biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí của bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhổ, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thánh ái, xin vỗ khởi lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên chí ơn an bình. Nhân anh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Kính thưa các quý chức cựu trong cộng đoàn giáo họ Đức Thánh Mi-ca-ê, với những giây phút trong giây phút buổi tối hôm nay, nơi bà quản và toàn thể tăng quyến được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu đã cùng trở về thăm hỏi động viên nơi gia đình tăng quyến, tổ chức giờ kính viếng và cầu nguyện cách đặc biệt trong quản Giuse. Xin Chúa sớm đón nhận ông quản Giuse, người thân yêu, vào trong vòng tay của Ngài. Cho phép ban tang lễ chúng tôi được thay lời cho toàn thể tăng quyến, cách riêng với gia đình anh chị Đăng Hồng, xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu. Giờ đây kính mời đoàn chúng ta về phòng khách để gia quyến được tiếp đón. Để tổ chức chương trình giờ kính viếng trong giây phút tối hôm nay là đoàn đại biểu Hội đồng môn 9A niên khóa 2000-2004 có mối tương quan với gia đình anh chị An Huyền. Trước hết, ban tổ chức lễ tăng chuyển lời của các vị đại biểu trong đoàn xin được gửi đến gia đình tăng quyến nói chung, cách riêng với gia đình anh chị An Huyền, lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự ra đi của ông quản Giuse. Bước vào chương trình, xin kính mời hai đại biểu thay mặt cho đoàn lên dâng tuần hương nến kính viếng. Mời một vị đại biểu thay mặt cho đoàn lên đặt hoa kính viếng. Để tỏ lòng thương tiếc và vĩnh biệt người cha kính yêu của bạn mình không còn nữa, xin kính mời các vị đại biểu trong đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Chương trình lễ viếng của quý đoàn đến đây đã hoàn tất.
ban tổ chức lễ tang chúng tôi thay lời cho gia đình tang quyến, đặc biệt với gia đình anh chị An Huyền, xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu. Kính mời đoàn chúng ta trở về bên phòng khách mời nước và tiếp tục chia buồn với tăng gia. Tăng của gia đình để tổ chức chương trình lễ kính viếng là đoàn đại biểu hội bạn thân của gia đình anh chị Tiến Hoài. Nhận được tin báo buồn của gia đình tăng quyến cách riêng với gia đình anh chị Tiến Hoài, Thiên Chúa tình yêu đã gọi ông quản du xe về với Thiên Chúa. Giờ phút này đây quý đoàn đã thành lập đoàn về nơi phòng tăng để tổ chức chương trình lễ kính viếng và cầu nguyện cho ông quản du xe. Trước hết cho phép ban tổ chức lễ tăng, cho phép ban tổ chức lễ tăng chuyển lời của các vị đại biểu trong đoàn xin được gửi đến toàn thể gia đình tăng quyến cách riêng với gia đình anh chị Tiến Hoài lời thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc nhất. Đi vào chương trình lễ viếng, mời hai đại biểu đại diện cho đoàn lên dâng tuần hương nến kính viếng. Xin kính mời vị đại biểu thay mặt cho đoàn lên đặt hoa kính viếng. Giờ đây bước sang phần cầu nguyện, kính mời quý đoàn chúng ta dành ít phút để cầu nguyện cho ông quản du xe trong giờ kính viếng này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa linh hồn con. Hứa ấy vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa trời đêm ngày, trông cậy người cho liền, vì người rất nhân lành ngày thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn du xe được nghỉ ngơi đời đời, mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn du xe cho khỏi tù ngục. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn du xe được lên chốn nghỉ ngơi. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua hôm nay và ngày mai, xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và suốt đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Kính thưa các quý vị đại biểu, đại diện cho hội bạn thân của gia đình anh chị Tuyến Hoài, qua mấy giây phút buổi tối cuối ngày lễ tang hôm nay, nơi gia quyến tiếp tục được đón nhận với những tình cảm nơi các vị đại biểu trở về chia sẻ cùng với gia đình tang quyến và qua những lời kinh nguyện đơn sơ cầu nguyện cho ông quản du xe, xin Chúa sớm đón nhận ông trở vào trong vương quốc của Ngài. Ban tang lễ chúng tôi thay lời cho đồng tang quyến, đặc biệt với gia đình anh chị Tuyến Hoài, xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu. Kính mời đoàn chúng ta trở về bên phòng khách mời nước và chia buồn với tăng gia. Xin chân thành cảm ơn. Thank you.
Xin kính mời đoàn chúng ta tiến sâu về vị trí nơi phòng tang và đứng thành điều hàng trước vị trí phòng tang của gia đình. Cuối ngày lễ tang hôm nay, để tổ chức giờ kính viếng và cầu nguyện trong quản du xe là các quý chức đại diện cho Hội đồng Mục vụ, đương cựu Cộng đoàn Giáo họ Đức Bà, đại diện cho Ban kiến thiết công trình của Giáo họ, Ban ca đoàn Tân Cựu cùng với các ban ngành phục vụ trong Cộng đoàn của Giáo họ. Kính thưa quý chức và Cộng đoàn, có lẽ dư âm của ngày đại lễ mừng kính Đức Maria hồn xác lên trời, quan thầy của Cộng đoàn Giáo họ vẫn còn đang vang vọng trong mỗi người chúng ta. Thì vào ngày hôm qua cũng là ngày đại lễ mừng quan thầy của Cộng đoàn Giáo họ, Chúa đã truyền gọi cho ông quản Giuse, người con thân yêu trong Cộng đoàn Giáo họ, trở về với Thiên Chúa tình thương. Trước sự ra đi của ông quản Giuse, nơi gia đình tăng quyến đã được đón nhận những lời động viên thăm hỏi từ các quý chức và cộng đoàn. Giờ phút này đây, trong tình nghiệp nhất của Cộng đoàn Giáo họ, các quý chức trong Hội đồng Mục vụ đương cựu Cộng đoàn Giáo họ, đại diện cho Ban kiến thiết công trình, Ban ca đoàn Tân Cửu và các ban ngành phục vụ trong Cộng đoàn Giáo họ, giờ phút này đây một lần nữa trở về nơi tăng gia để chia sẻ sự mất mát to lớn cùng với gia đình tăng quyến. Bước vào chương trình, Ban tổ chức lễ tăng xin trân trọng giới thiệu và kính mời quý chức đại diện cho Cộng đoàn Giáo họ điều hành chương trình lễ kính viếng và cầu nguyện. Xin trân trọng kính mời. Hiện diện tất cả mọi người đang hiện diện nơi phòng tang, giữa lúc cả giáo hội nói chung, cộng đoàn giáo họ Đức Bà nói riêng đang long trọng mừng ngày đại lễ Đức Maria hồn xác về trời. Sáng hôm nay, Hội đồng Mục vụ Tân Cựu của giáo họ Đức Bà nhận được tin báo buồn của bà Nương Thị Thanh, báo tin ông quản Giuse đã về với Chúa. Cùng con cháu đồng bà quả phụ Lương Thị Thanh cùng các con cháu đồng tăng quyến, phu quân của bà là ông Giuse Nương Quốc Thanh, qua một thời gian lâm bệnh, ông đã được gia đình tận tình thuốc thang cứu chữa, nhưng qua một cơn bệnh quá hiểm nghèo, ông vâng theo tiếng Chúa gọi từ giã thế gian trở về với tổ tiên. Hồi 2 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2024, ông hưởng thọ 67 tuổi. Sự ra đi của ông là sự mất mát lớn lao đối với gia đình, cũng là một phần thưởng lớn lao mà Thiên Chúa và mẹ Maria dành cho ông. Đồng cảm với sự đau thương mất mát của gia đình, giờ đây Hội đồng Mục vụ Tân Cựu và các ban ngành phục vụ Cộng đoàn Giáo họ trở về đây, trước hết có lời phân ưu cùng gia đình tăng quyến và dâng lời cầu nguyện cho ông. Để đi vào phần lễ viếng, tôi xin trân trọng kính mời hai vị đại diện cho Hội đồng Mục vụ lên dâng hương lên. Tôi xin mời ông. Thank you.
Tiếp theo, xin mời hai ông đại diện cho hội đồng mục vụ dâng hương đến trước tôn nhan Thiên Chúa và linh hồn ông Quảng Du Xe. Tiếp theo, xin chân thành mời các hội đoàn dâng hoa tươi trước tôn nhan Thiên Chúa và linh hồn ông Quản Du Xe. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho ban ca đoàn của giáo họ dâng hoa tươi trước tôn nhan Thiên Chúa và linh hồn ông Quảng Du Xe. Giờ đây là vòng hoa của hội đồng mục vụ cộng đoàn giáo họ Đức Bà xin dâng lên Thiên Chúa và linh hồn ông Quản Du Xe. Giờ đây, lời phân ưu của ông Trùm Chánh thay mặt cho hội đồng mục vụ giáo họ lên phân ưu trước. Lạy Chúa, xin Chúa đón nhận linh hồn ông Quản Du Xe được về hưởng tôn nhan Chúa. Kính thưa gia đình tăng quyến, vào hồi 8 giờ sáng ngày hôm nay, hội đồng phục vụ tân cựu, các hội cầu nguyện, các ban ngành phục vụ và cộng đoàn giáo họ Đức Bà nhận được tin báo buồn của bà Quản Lương Thị Thanh có phu quân là ông Quản Du Xe đã vâng theo ý Chúa kết thúc cuộc đời lão hành nơi trần thế. Đồng cảm với sự đau thương mất mát của gia đình tang quyến, lời đầu tiên, tôi thay mặt đại diện cho hội đồng phục vụ tân cựu của hội đoàn cầu nguyện, các ban ngành phục vụ cùng cộng đoàn giáo họ gửi tới tăng quyến lời thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa gia đình tăng quyến, ông Quản Du Xe mất đi là một mất mát vô cùng to lớn với tăng quyến. Giáo họ mất đi một người quản đạo đức xuất sắc. Ông luôn yêu mến Thiên Chúa Mẹ, Đức Mẹ và hàng quan tâm đến giáo họ. Đặc biệt, ông đã cống hiến 20 năm của ông là quản của giáo họ. Trong những năm tháng, ông xây dựng ngôi thánh đường, ông đã có tấm lòng vàng dâng lên vào công trình giáo họ và động viên con giúp của giúp công để giúp đỡ công trình
công trình vào xây dựng ngôi thánh đường. Vậy, những công lao to lớn của ông, Cộng đoàn Giáo hội luôn ghi nhớ và biết ơn ông. Giờ đây, ông không còn nữa. Cộng đoàn Giáo hội không biết lấy gì cảm ơn ông ngoài những lời cầu nguyện. Vậy tôi xin kính mời gia đình tang quyến thân bằng quyến thuộc cùng hợp ý dâng lời lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện. Xin Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn ông Du Quản Du Xe về hợp đoàn tụ Mẹ Maria và các thánh trên trời. Mời ông Quản xứng kinh dâng lời cầu nguyện. Đây, xin hết. Trong con ở trên trời, chúng con nguyện danh cho cả sáng, Đức Cha chỉ đến ý Cha thì hằng dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sẽ chưa cam dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Hồi tên kính Đức Chúa Trời là Cha phép ông tăng vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tên kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh chịu nạn thời quan phong Siêu Vilato chịu đóng đánh trên cây thánh giá chết và tang xác xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống là lên trời ngự bên hiệu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng ngày sau bởi trời lại xuống văn kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Này đồng cỏ non xanh tươi, Chúa đưa tôi vào nghỉ ngơi. Và suối nước trong miền Nam ngát hương tuyệt vời. Người đưa tôi đi đến dòng suối mát để tôi no say ân tình thơm ngát và hồn tôi dồn ban ân thơm ngon trước mặt bao kẻ thù nhân. Ngài sức trên tôi dù thơm chưa chan ân tình. Ngài trao cho tôi ly rượu chan chưa để giữ ơn thiêng như lời đoán hứa để từ đây hôn tôi dương
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ ở lại đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma thưa với người rằng: Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giê-xu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn thân mến, chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Thiên Chúa Cha những ý nguyện sau đây. Hầu cho người còn sống được ơn nâng đỡ, cho kẻ đã qua đời được ơn cứu thoát và được hưởng vinh phúc muôn đời. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bi tích thanh tẩy mà làm cho linh hồn du xe được trở nên con thật của Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn du xe vào nước hằng sông muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa cho linh hồn du xe được giải thoát khỏi xiềng xích sự trên, được ơn phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã phán phúc cho kẻ được chết trong ơn nghĩa Chúa. Trải qua bao nhọc nhằn vất vả, linh hồn Giuse nay đã được về với Chúa. Xin cho linh hồn Giuse được hưởng phúc thanh nhàn bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Giuse. Ước gì ngày sau hết, con cái Chúa là linh hồn Giuse được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thần nhân lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chân tôi nào ai rối được. Bởi Chúa hằng có long lanh, cùng vì lời Chúa ban, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những cái làm dân Đức Chúa trời đến ngày, trông cậy người cho liên, vì người rất nhân lành, thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, cái làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn du sẽ được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn du sẽ cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn du sẽ được lên chốn nghỉ ngơi. Hẳn xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Cuộc sống chôn trần ai đổi thay luôn mãi, đâu là nơi êm ái cho người say giấc ngủ yên. Tựa như thoáng mây trôi, nhân trần luôn mãi đôi đời, lòng con mãi băn khoăn chôn ba đào con biết trông ai. Xin con thương, con trong tay
nguồn sức sống của tôi ở nơi Thiên Chúa, nơi mùa xuân không mưa, suối nguồn năm tháng chẳng vơi, đời sao mãi tranh vinh, con đường sao mãi gập ghềnh. Vào những phút đau thương, sức thiên nào nâng đỡ cho tôi. Trong cậy ra thánh đức mẹ Chúa Trời, xin cho dây bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiên vinh sang lang. Ơn Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, amen. Lạy ra thánh trai tìm đức Chúa Giêsu thương xót chúng con. Lạy trai tìm cử thánh cử tình ra thánh đức bà Maria cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch đức bà Maria trọn đời đông trinh cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Cộng đoàn giáo họ xin vĩnh biệt ông. Trước khi vị đại biểu đại diện cho tăng quyến có lời cảm tạ tới quý chức trong hội đồng mục vụ đương cựu và các ban ngành phục vụ trong cộng đoàn của giáo họ, ban tổ chức lễ tăng chúng tôi trân trọng kính mời tới quý chức và cộng đoàn vào sáng ngày mai. Chúng ta sẽ cùng bà trở về nơi tăng gia để cùng với gia đình tăng quyến tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Và kính thưa các quý vị đại biểu, trong giây phút đêm khuya thanh vắng hôm nay, nơi bà quản cùng với các con cháu đã được đón nhận sự hiện diện của các quý chức, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại biểu thay mặt cho tang gia lên có lời cảm tạ. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Kính thưa Hội đồng Mục vụ Giáo họ Đức Bà Tân Cựu, kính thưa Ban kiến thiết công trình của giáo họ, kính thưa Ban Ca đoàn Tân Cựu, kính thưa các ban ngành trong toàn thể giáo họ Đức Bà, toàn thể giáo hội đang hân hoan mừng đại lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời, thì vào hồi 2 giờ sáng ngày 15 tháng 8 năm 2004, ông quản Giuse chúng tôi đã từ giã thế gian về với Chúa. Vậy bà quản chúng tôi và các con, các cháu đã có tin kính xin tới giáo họ. Vậy giờ đây đêm khuya thanh vắng, toàn thể giáo họ và cộng đoàn giáo họ đã trở về tôn nhan Thiên Chúa và đã trở về trước linh cữu ông quản Giuse chúng tôi, đặc biệt là được ông trùm về chia sẻ phân ưu, chia sẻ nỗi mất mát đau thương đối với bà và các con, các cháu. Giờ đây cho phép tôi được đại diện cho bà và các cháu, xin chân thành cảm ơn các cụ, công các bà trong ban ngành về đây cầu nguyện cho ông quản Giuse chúng tôi. Những lời ca tiếng hát chắc chắn Chúa sẽ thương, và đối với ông quản Giuse chúng tôi xác thịt bỏng giòn còn phần nào thiếu sót, chắc Chúa và mẹ Maria sẽ tha thứ cho ông quản Giuse của chúng tôi. Trước khi ngừng lời, cho phép tôi được đại diện thay lời cho bà, các con, các cháu, xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, toàn thể trong giáo họ một lần nữa. Xin chân thành cảm ơn. Giờ đây xin kính mời quý chức và cộng đoàn chúng ta trở về bên phòng khách mời nước và tiếp tục chia sẻ với tăng quyến. Xin chân thành cảm ơn. Mời các đại biểu chúng ta tiến sâu về nơi phòng tang.
về trước nơi phòng tăng trong giây phút này để tổ chức chương trình giờ kính viếng và cầu nguyện trong quản du xe là các vị đại biểu trong bản dòng sở tại, là nơi mà gia đình ông quản du xe hơn 60 năm qua được chung sống, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn cùng với các quý vị trong bản dòng sở tại, cùng với hội thanh niên của bản dòng sở tại, ban cao đoàn của bản dòng sở tại, chi hội phụ nữ số 56 của đã cùng hiện diện nơi phòng tang để tổ chức chương trình giờ kính viếng. Đi vào chương trình, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời đại biểu đại diện cho đoàn điều hành giờ kính viếng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà hiện diện nơi phòng tang kính mến, thưa gia đình tang hiếu, hồi 8 giờ ngày hôm nay, ông trưởng cùng bà con trong bản dòng sở tại, anh em trong hội thanh niên, ban ca đoàn bản dòng sở tại, chi hội phụ nữ 56 nhận được tin báo buồn của bà quả phụ Lương Thị Thanh. Có ông phu quân là ông quản du xe Lương Quang Thanh, sinh năm 1958. Trải qua một thời gian lâm bệnh, ông đã được gia đình, các bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa. Nhưng vì căn bệnh quá hiểm nghèo, ông đã về với Chúa, về với tiên tổ hồi 2 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2024, tức ngày 12 tháng 7 năm Giáp Thìn, ông hưởng thọ 67 tuổi. Nhận được tin báo buồn, các quý đoàn chúng tôi lập đoàn viếng tới tăng gia có lời thăm hỏi và tổ chức giờ viếng ông. Kính thưa các quý vị, dẫu biết rằng sinh tử là quy luật của tạo hóa, nhưng ông quản du xe mất đi là một mất mát rất lớn đối với gia đình tang quyến nói chung, bà con nơi xóm ngõ nói riêng. Vậy tôi thay mặt cho đoàn viếng xin gửi tới bà quả phụ, các con, các cháu cùng tang quyến lời thăm hỏi, lời động viên, lời chia buồn sâu sắc nhất. Và đi vào phần lễ viếng, xin kính mời hai vị đại diện cho đoàn viếng nổi ba hồi chiêng trống. Hai vị đại diện cho đoàn viếng lên dâng hương đăng kinh viếng trước linh cữu ông, xin kính mời. Kính mời các vị đại diện cho hội thanh niên, ban ca đoàn, chi hội phụ nữ 56 lên dâng hoa kính viếng trước linh cữu ông, xin kính mời. Kính mời một vị đại diện cho bản dòng sở tại dâng vòng hoa kinh viếng trước linh cữu của ông. Kính mời. Vòng hoa mang dòng chữ bản dòng sở tại kính viếng. Sang phần cầu nguyện, xin kính mời ông Quản Mạnh chủ trì giờ kinh nguyện. Xin kính mời.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, đưa Cha chỉ đến, y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha, phép tăng vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, trên mà tăng giá xuống ngục tổ tông ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, phép tăng vô cùng ngày sau, bởi trời lại xuống quan xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống, tôi tin hằng sông vậy. Amen. Từ miền là miền xa xôi, Chúa nay đưa tôi trở về. Người dân Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ thì Con Người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Cộng đoàn thân mến, chúng ta vô cùng đau xót và thương tiếc linh hồn Giuse, là người thân yêu của gia đình đã vĩnh viễn ra đi. Chúng ta xin phó dâng linh hồn Giuse lên Chúa và tha thiết cầu xin. Khi xưa đứng trước mộ Lazaro, Chúa Giêsu đã xúc động thương khóc.
Nay xin Chúa cùng ban cho linh hồn Giuse được hướng lòng từ bi nhân hậu của Chúa, mà sớm đưa người thân yêu chúng con vào quê trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Xin Chúa thương ban cho linh hồn Giuse qua cái chết đau thương được sớm tham dự vào cuộc sống hạnh phúc vĩnh hằng với Chúa trên trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã chết để đem lại sự sống mới cho muôn người. Xin cho những người đã an nghỉ trong Chúa, nhất là các ông bà tổ tiên cùng các ân nhân chúng con sớm được vào hương ánh sáng vinh quang của Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa đoái thương nghe lời chúng con tha thiết cầu lòng thương xót Chúa. Xin ban cho linh hồn Giuse mà Chúa đã truyền rời khỏi thế gian này được vào chốn bình an và sáng láng, cùng được đồng hưởng hạnh phúc với các thánh của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Chúa hãy thật nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Chấm tôi nào ai rối đường, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán nữa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân được Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liền. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Giuse được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Giuse cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng chúng con trông cậy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiêu thôn Đức Nữ Đồng Trinh Hiển Vinh Sáng Lang. Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Nữ Vương ban sự bình an. Cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Giờ đây để đáp lại với những tình cảm nơi sự hiện diện của các quý vị đại biểu trong bản dòng sở tại, Hội Thanh Niên, Ban ca đoàn cũng như chi hội phụ nữ 56 trở về chức trong giờ kính viếng đêm khuya hôm nay, bản tang lễ xin được giới thiệu vị đại biểu thay mặt cho tang quyến có lời cảm ơn. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa ông trưởng, kính thưa quý bản dòng, kính thưa chi hội phụ nữ 56, kính thưa chi hội thanh niên, kính thưa ban ca đoàn sở tại, ông Giuse của gia đình tang quyến chúng tôi trải qua một biến cố, nhưng không ngoài theo thánh ý Chúa và mẹ.
đã được Thiên Chúa tình thương gọi về và tin buồn này gia đình Tang Quyến chúng tôi đã có lời kính báo tới các quý đoàn và giờ này đây các quý đoàn đã hiện diện nơi tang trường trước hết có lời phân ưu và giờ kinh nguyện dâng lên Thiên Chúa diễn ra thật trang trọng và sốt sắng. Chắc chắn Chúa sẽ động lòng thương và sớm đưa linh hồn ông Giuse của Tang Quyến chúng tôi sớm về được hưởng thanh nhan Thiên Chúa. Vậy, theo sự sắp xếp của gia đình, vào buổi sáng ngày mai, gia đình Tang Quyến chúng tôi có đưa ông quản Giuse về nơi thánh đường giáo họ Đức Bà để làm lễ cùng với cha xứ dâng thánh lễ cuối cùng cho ông quản Giuse. Vậy cũng gia đình cũng muốn sở cậy vào nơi quý bản dòng giúp đỡ để công việc ông Giuse của chúng tôi diễn ra thật tốt đẹp. Một lần nữa tôi cũng xin thay lời cho gia đình cùng đồng Tang Quyến xin được cảm tạ và ghi nhớ. Xin cảm ơn. Giờ đây xin kính mời quý đoàn chúng ta trở về bên phòng khách tiếp tục chia sẻ cùng với gia quyến cũng như hỗ trợ những phần việc còn lại trong chương trình lễ tang của ông quản Giuse. Xin chân thành cảm ơn. Giờ phút này cho linh hồn Giuse được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Giuse cho khỏi tù ngục. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng bay hãy xin thì bay sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi lửa luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho ngồi hài xuống thế làm người trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép hội thánh nữa.
cho phần xác con ngày hôm nay được mọi sự lành. Hãy cứu lấy con, kẻo phải trên đời ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cảm ơn như vậy. Chúng con trông cậy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa Trời chưa bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng lang. Lạy đã thánh trai tìm Đức Chúa Giêsu. Lạy trai tìm cực thánh cực tính đã thánh Đức Bà Maria. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam. Con đến trước tòa nữ vương uy quyền, dâng hồn dâng sáng dâng tâm nguyện, phó chót nơi mẹ tâm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bình an. Hỡi Maria xin mẹ nhận lấy tâm thân xác nghèo con đến tiên dâng, quyết chi thánh hoa nhờ mẹ với mẹ, vững chi chiến đấu vì mẹ trong mẹ, nước mẹ thống trị chiến dịch trên đường mới xây đắp vinh quang. Được cho muôn đời, Nữ Vương ban sự bình an. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Giờ đây chúng ta sẽ lên thắp lên hương.